Bóng phân đón mùa mưa. Cây này là năm 2019 sẽ cho ra trái. Cây đây đang phát triển lại lên lá, lá rất là mập. Vừa rồi nó bị kiến gương ăn. Ai trồng dừa thì chú ý những loài kiến gương hay xuất hiện vào mùa tranh lên, nhưng mà không sao, do phát hiện kịp thời nên là nó vẫn xanh tươi. Làm gốc rất là đẹp. Qua mùa mưa năm nay 2018 thì nó sẽ bung gốc ra nữa. À, nhìn cho anh chị. Nhìn lá lên cái này là rất đẹp rồi. Rồi. Cây này cũng bị kiến gương anh nè. Bị lấy hai lần luôn nên cây hơi bị suy, nhưng không sao, qua mùa mưa này cây sẽ bung lên. Phân bón đầy đủ thì ở vùng đất này thì bên trái thì màu trắng, tức là đất gốc ở tại địa phương thì nó rất là nghèo dinh dưỡng, nhưng mà có một mặt là nó lại thoáng. Nên bây giờ là để cho cái việc một cây phát triển từ lúc nhỏ thì mình cho nó một cái không gian để bộ rễ nó phát triển khi lúc nó vượt lên. Cây này thì tầm cũng năm 2019 nó sẽ ra bông. Đây. Đây là một những cái cây bị suy dinh dưỡng, nhưng mà thông qua đợt này thì hy vọng nó sẽ lên thật là tốt. Mùa mưa đang trước mắt, nhìn lá vẫn còn tương lai. Rồi tiếp đến là em này, làm góc nhìn rất là chuẩn. Nếu các bạn nào mà có trồng dừa thì cũng nên tạo cho nó một cái gốc, tức là xung quanh gốc một cái bầu đó, tức là như vậy thì nó phải có một cái nơi đó để là chứa dinh dưỡng để cho nó phục vụ tốc độ phát triển của nó. Rồi, xin sau để muộn. Thì em này cũng đang có một cái lá rất là đẹp. Chắc nhiều bạn thắc mắc làm sao phải tủ cây rườm rà mà mất thẩm mỹ như vậy ha. Thì mình rào lên như vậy để cản trở cái đôi chân phá hoại của mấy em gà. Anh em nào tuổi gà thì cũng ráng cũng bỏ qua nha, nói chứ sợ mấy em gà phá quá. Rồi qua mùa mưa năm nay em này sẽ to lớn, to lớn như những đàn anh cao chưa. Và đây xin giới thiệu các bạn, đây là xứ dừa Tam Quan, nằm ở cánh miền tỉnh Bình Định. Đây là 10 những cây dừa mà mình trồng thí nghiệm giống dừa uống nước, dừa bản địa có,
và dừa mua tại những nơi cung cấp giống miền Nam có. Và đây, người bạn này phát triển rất là tốt. Có thể nói là sang năm anh ta sẽ cho ra hoa, lứa hoa đầu tiên trong đời. Và đó các bạn, nhìn nơi nào cũng thấy dừa. Những cây dừa rất là thẳng. Những cái dừa cao này các bạn cũng cần phải nên biết đó là những cái giống dừa này là dừa trái nó dùng để sản xuất bánh kẹo và thực phẩm. Còn những cái dừa nhỏ mới vừa quay xong đó, là dừa dùng để uống nước để phục vụ cho việc giải khát. Đấy các bạn, dường như là dừa hiện diện ở tất cả xung quanh. Cũng chẳng thua kém gì dừa ở Bến Tre. Đặc biệt có một cái hay là dừa Tam Quan này, nó cũng có một cái câu nói, có thể là một nói là câu thơ rất lâu đời, có thể một số bạn đã từng nghe, đó là công đâu công uổng công thừa, công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan. À, và đây là video mình làm, để vài ngày nữa mình sẽ làm một video khác về một vườn dừa mẫu mà mình trồng tại Phú Yên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Không quên bấm subscribe ủng hộ kênh của mình, để sau này chúng tôi có những sản phẩm về dừa chúng tôi sẽ update lên ạ.